Xin mời thí sinh kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng ngã nghiêng không ngừng cười. Dạ, Thành em. Hello. Em xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang cùng với MC Ngô Kiến Quy. Bây giờ lên đây tính làm gì giờ rung quá. Thì những gì mình tập thì mình làm thôi. Bây giờ mình hát một khúc nhạc, mình giao lưu một tí được không? Ok, được ạ. Xin mời ạ. Em ơi cho chị nhạc đi em. Thì em đi đùa trên sông, kề tay chống tay chèo khéo đưa. Chờ trên sông đón sương mờ, chờ tan dần khi nắng hồng lên. Thuyền ngược xuôi đầy cây trái, thuyền giăng kín đôi bên bờ sông. Bèo kéo cao thoáng dòng hò, kìa ai chào ai mới gặp nhau. Cảm ơn bạn. Cho bắt tay Trấn Thành một cái. Trấn Thành ơi, rất là thích Trấn Thành, cho nên lên tới trên đây gặp hùng gái. Thích thì phải hùng gái chứ. Thật sự ra cái tâm lý này là đứng ở dưới hồi nãy giờ rất là sợ luôn. Lên gặp Trấn Thành là run lắm. Sao vậy? Không nói gì được hết. Mối tình định mệnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Những mối tình nghiệt ngã. Tại vì rất là mê cái chương trình này. Đáng ra là đăng ký thi hồi năm ngoái, mà đài truyền hình nói là không có tiết mục nào có Trấn Thành. Cho nên khi mà cái tin á, bỏ không đi, không đi thi, cái tin đậu cũng không đi luôn. Tại vì sợ không có Trấn Thành. Khi mà vừa phát sóng chương trình, thấy có Trấn Thành, khóc, khóc, khóc rất là nhiều. Ngay gì? Lỡ mất một cơ hội, sợ lỡ mất cơ hội lần này phải chờ đến năm sau. Nhưng mà không biết năm sau Trấn Thành có còn làm giám khảo không, cho nên rất là sợ. Trời ơi trời. Nói ai không biết, tưởng tôi sắp chết tới nơi, tôi bị bệnh trầm kha. Sợ là năm sau không còn sống. Không phải, hồi năm rồi á, rất là sợ là năm nay Trấn Thành không có được làm giám khảo. Giống như kiểu làm vợ quá tao đuổi. Không phải. Rất là sợ, cho nên khóc. Khóc rất là nhiều. Ai cũng nói, tại vì ai cũng nói chân giống Lê Giang hết trơn á. Ai cũng lại nói là chân giống Lê Giang hết trơn á. Nói chân, mà chân lại rất là thích Trấn Thành nữa. Chết thiệt chứ. Mà lên gặp Trấn Thành đúng thiệt là rất là run luôn á trời. Run tới không biết nói gì luôn á. Nãy giờ mà nói quá trời. Thường ngày là tôi nuốt ta không, mà sao tự nhiên này tôi không biết nói gì hết trơn trời. Nãy giờ bà đâu có nói gì đâu. Mà làm nail hả? Làm nail. Làm nail. Vậy là giống Lê Giang rồi. Bà Lê Giang có làm nail. Hôm bữa khách lại cái nói bà Lê Giang có mở tiệm nail giống bà luôn á bà Trân. Trời ơi bà giống bà mà nó nói giờ bà mở tiệm nail giống bà luôn. Nói trời trời sao tự nhiên định mệnh ha. Mà nói là Trấn Thành rất là thích Lê Giang nữa. Thích Lê Giang chứ. Thân với Lê Giang cực kỳ. Nhưng mà không hiểu sao. Là giống Lê Giang thiệt, đứng đây nè tôi vẫn thấy giống đây nè, tóc cũng giống rồi, cái gương mặt, cái cách nói chuyện cũng giống bà luôn. Trời trời tự nhiên không, bây giờ tôi không biết tôi lên đây tôi làm gì, tôi quýnh nó chơi, tôi lên tôi gặp Trấn Thành. Trời ơi trời. Thiệt á. Rồi, cảm ơn tình cảm mà Trân đã dành cho Thành. Cảm ơn. Cưng lắm hả nghe. Cưng lắm hả. Cảm ơn Trân rất là nhiều. Nhưng mà mình có thi không? Thi chứ. Thi đi. Mình thi đi. Rồi thi. Khoan thi chưa. Ủa em ơi, mà cho chị chuẩn bị đạo cụ lên sân khấu luôn nè. Được hết, được hết. Có nhiều chất hết lên đi cưng. Mình đạo cụ tới 3 xe tải luôn mà. Trời đất ơi. Đầu tư vậy đó hả? Thật ra là không có quan trọng là có được tiền hay là không. Quan trọng đứng đây, được gặp Trấn Thành, được gặp anh Trường Giang, được gặp Ngô Kiến Quy. Thêm một niềm vui nữa đó chính là Ngô Kiến Quy trở lại. Thật sự. Dạ. Dạ. Nhưng mà Trấn Thành vẫn là nhất. Thank you, thank you. Thật ra là ở tại Cần Thơ là chân ở cái răng.
Thì tại chợ nổi Cái Răng, hồi nãy mình hát cái bản đó là phiên chợ xong, là tại chợ nổi Cái Răng. Mình có một cái tiệm làm nail. Mọi người ai cũng khen mình là rất là giống chị Lê Giang. Rồi cho nên mình lại nói chuyện á, thì họ nói là thôi mình đi thi thử, mình thi Thách Thức Danh Hài chứ coi Rạp Trấn Thành nó như thế nào. Thì thường ngày á, ở tiệm á, thì có hai vợ chồng Mần với mấy bạn học viên, mấy bạn thợ bên tiệm. Thì có những cái mẫu chuyện á, nó cũng rất là... Nhiều khi mình nói ở dưới người ta cười, nhưng mà bây giờ tự nhiên thiệt tình là rất là hồi hộp, cho nên không rung quá, không biết cái cảm giác là khi kể ở đây thì mọi người có cười không. Muốn cười bây giờ chỉ nè, phải bớt rung cái đầu tiên nè. Đúng rồi, rung lắm. Cái rung. Thứ hai nè là coi tôi như khách hàng. Bây giờ tưởng tượng tôi là bà khách nè. Đó, mẹ khách như bà nãy, tôi nói bà nghe nè. Đó, trở lại y chang như cái bà làm nail thì mới cười được. Ra Trấn Thành không có biết ông xã Trân là ai, chắc ông Thành, Trấn Thành không có hình dung ra được, Trấn Thành không có cười được đâu. Chứ gì nữa. Mới không, Trấn, ông xã của Trân à. Tàn hát không? Kể Trấn Thành nghe, kêu ổng lên chợ diễn. Ông chỉ còn đứng đó cho Trấn Thành biết ông, nè tôi kể chuyện về ông, thường ngày hai chồng nói chuyện nhau cho mắc cười được rồi. Dút hết không chịu. Cái đó giờ anh đi đêm cho em bận áo đồng. Mày khùng dữ rồi đó Trân, mày khùng dữ rồi. Ghét rồi á, mày kêu tao làm gì bởi mấy đứa nó chọc tao hoài à. Cái quay qua cái nói Nhật không nghe ế quá trời, anh cho em sơn tay anh đi, ế dữ rồi, mắt sơn dữ không cho sơn. Mày khùng quá trời, sao khùng rồi nè, mày khùng dữ rồi nè, mà đưa tay về nè cho sơn nha. Sơn xong xong điểm sơn tay này, mày khùng quá chị khùng thuyền sơn. Nó sơn hai tay như coi đá banh đà. Ông có cái căn, nhiều khi ông có cái căn đó, cuối đời là ông bận áo dài này của bà nè. Ông kéo đầu bận cái đồ nó đang bận, nó bận đồ chị luôn á. Ừ, cái em tàn ác vậy đó. Ha, tao nói nghe, kêu ổng á sáng ra, sáng này nè đi thi cũng vậy nữa. Có đêm rồi, sáng ra cái nói anh em đi thi em gung quá à, em ăn uống không vô. Anh đi ra anh mua gì á, mua cho em tô hủ tiếu đi. Rồi á, mua cho con Hân nó ăn xôi, mua xôi cho nó ăn đi. Kêu á, dặn á, đừng mua bún thịt xào nghe ông nội. Bún thịt xào ba không có được đâu, bún thịt xào tháng sớm lạnh lẽo hồi sách về hai bịch bún thịt xào cho hai mẹ con ăn. Ông nói ngược ngạo dễ sợ luôn không. Cái bắt đầu quay qua cái nói. Nhưng mà quan trọng là có thi không? Đúng rồi. Thi. Bây giờ tiếp tục thi. Giờ em diễn vậy thôi, bây giờ em mượn anh Thành chuyện trợ diễn với em ha. Đúng rồi, rồi, lên. Rồi. Thi giọng đi, thi giọng. Rồi, Quy. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Làm gì em? Dạ làm cho em bộ neo giống Quy đi chị. Nói nghe nè, em làm neo cô dâu phải không? Lần đầu tiên đi lấy chồng phải không? Dạ. Nhưng mà lần đầu đi tiên lấy chồng chứ không phải lần đầu tiên biết đàn ông phải không? Nhìn mặt này là biết luôn nghe. Trời em ơi. Có biết. Nó nghe nè, làm neo cô dâu giờ tin chị nha. Tin chị nha, để chị làm cho cưng nha. Đẹp dạ. Thôi ha. Dạ. Làm nhiều 400 nha. Thôi, nó nghe nè, nín đi, để làm. Trời, mình giờ nghe nè, cái tay này nha, làm 800 đi, nguyên bộ neo 800. Ủa, lòng lanh lóng lánh lộng lẫy luôn neo nè. Nó nói nha, lâu lâu mới có một kiện phải bánh mì đâu, ngày nào cũng có mấy đứa ơi, quẹo lựa mấy đứa ơi. Trời ơi, lẹ lên đi em ơi, một chục là 800 ngàn, một món là 80 ngàn, quẹo lựa mong chị cho chị vui nha. Mà chị nói cho nghe nè, bộ móng của cưng á, bây giờ á, là làm mà... Sao móng ta 400, móng em 800 kì. Trời ơi, trời, mày làm cô dâu mà, mày làm mặt cô nội, cô dâu mà. Trời ơi, mày phải làm cho đẹp dữ thần lên mới đẹp. Cô dâu chứ bộ làm mẹ tay sao mà ta hết thời gian rồi. Thua. Thua thiệt rồi. Cảm ơn Trân nha. Dạ. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn Trân. Dạ, cảm ơn gia đình mình ạ. Cảm ơn mọi người. Rất là muốn cùng Trấn Thành và Lê Giang chụp một tấm hình tại tiệm của chị Giang. Dạ. Ủa, có đó dễ chứ, có đó dễ nhất luôn á. Ra 372 bậc kinh với chị. Nhưng mà lúc đó đâu có Trấn Thành. Không sao đâu. Tới đó đi ngồi đợi thế nào trong năm em cũng ra ngày mà. Dạ. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Thách Thức Danh Hài mùa thứ 5. Vậy là chặng đường của chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 5 đã chính thức khép lại. Bây giờ là thí sinh đầu tiên, xin mời. Trải qua từng mùa, chương trình đã phát hiện ra nhiều gương mặt duyên dáng. Mỗi thí sinh là những cung bậc cảm xúc và màu sắc vô cùng khác biệt. Mỗi chào hai Quân. Chú, mấy đứa này cũng không hiểu chú hỏi cái gì đây. Thôi con à, thôi mà. Thôi, cảm ơn con. Nhưng tất cả có một điểm chung là luôn thu hút sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của các khán giả xem truyền hình trên cả nước bất kể độ tuổi. Ngay từ những tập đầu tiên của chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 5 lên sóng, hiệu ứng khán giả vẫn luôn dành cho chương trình một cách nồng nhiệt.
cặp đôi Hùng Bất Chấp, Thanh Chương, Hoàng Duy đã làm dậy sóng cộng đồng mạng ngay từ tập đầu tiên lên sóng. Nhóm Bồng Lai bằng sự đáng yêu, vô tư và nguồn năng lượng lạc quan đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Đây là những điều tôi đang chờ đợi. Thách thức danh hài, chương trình hài hàng đầu Việt Nam mang lại nhiều tiếng cười cho quý khán giả xem truyền hình. Những ai yêu quý chương trình Thách thức danh hài có mong muốn được trải nghiệm, được thử thách bản thân, được gặp gỡ các vị danh hài nổi tiếng, đừng ngần ngại đăng ký tham gia chương trình Thách thức danh hài mùa 6 để đạt được giải thưởng có giá trị. Mọi chi tiết vui lòng truy cập vào website www.thachthucdanhai.com hoặc qua đường dây nóng 0919 131 488, bắt đầu từ hôm nay. Thời gian casting sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Quý khán giả đăng ký thành công, chương trình sẽ gọi để thông báo cụ thể.